Cẩm Ly và anh Huy xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy nè, em thấy bà con đang chuẩn bị mua sắm đồ Tết rất là nhiều và rất là chu đáo, làm bản thân em cảm thấy rất là nôn ghê, tại vì em rất là mê Tết. Đúng rồi, Cẩm Ly biết không, ngoài các vật dụng để trang trí cho nhà cửa thêm đẹp nè, tôi còn thấy bà con mua rất là nhiều bánh mứt và cả dưa hấu nữa để chuẩn bị cho những ngày Tết rất là thú vị và hấp dẫn. Mấy món đó thì chắc chắn trong những ngày Tết là sẽ không thể thiếu được. Nhưng mà mấy ngày hôm nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mình đã giới thiệu đến quý vị rất là nhiều các món ăn kích thích dịch vị tiêu hóa cũng như là chống ngán trong ngày Tết. Nhưng em thấy vẫn còn thiếu một món rất là quan trọng mà mang tính chất truyền thống nữa. Em không biết anh Huy biết món gì không? Thiếu món gì vậy ta? Mang tính chất truyền thống. Đúng. Thực ra là có nhiều món lắm. Nhưng mà Cẩm Ly có cách nào để giúp anh gợi nhớ lại chút xíu không? Em sẽ gợi ý cho anh nha. Dân gian người ta hay có câu là thịt mỡ dưa hành câu đói đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Anh nhớ ra được món gì chưa? Cẩm Ly muốn nói là dưa hành, đúng không? Đúng rồi đó. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến Cẩm Ly nè, quý vị khán giả, một món dưa hành mà biến tấu theo cách mới của tôi. Cẩm Ly có đồng ý không? Ủa? Biết biến tấu là sao anh Huy? Có nghĩa là để tăng thêm cái hương vị cho món dưa hành này thì anh sẽ kết hợp thêm với tỏi. Như vậy thì em đoán không lầm thì hôm nay có phải là anh làm món hành tỏi ngâm giấm không? Chính xác rồi. Vậy bây giờ anh sẽ mời Cẩm Ly, quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau làm món hành tỏi ngâm giấm nhé. Để chuẩn bị món này thì nguyên liệu và gia vị rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần có 300 gram hành tím, 200 gram tỏi, phèn chua, đường, muối, bột ngọt Ajinomoto và một nguyên liệu nữa, đó chính là giấm gạo Lisa. Trước hết là phần sơ chế, chúng ta sẽ mua tỏi về lạc sạch vì tỏi hơi bị hăng, do đó chúng ta phải ngâm qua nước muối trước một ngày và xả sạch. Tỏi này là tôi đã ngâm trước từ ngày hôm qua và hôm nay tôi đã xả sạch để ráo nước như thế này. Riêng hành tím này cũng vậy, chúng ta sẽ sử dụng hành tím này để làm chung với tỏi, cắt đầu, rửa sạch. Để đây, chúng ta sẽ trụng sơ hành tím và tỏi trước khi chúng ta ngâm chua. Bây giờ anh sẽ bắt một cái nồi nước lên đây. Chúng ta sẽ đậy nắp lại nha. Đây là phèn chua, chúng ta đâm sơ trước. Rồi, anh sẽ cho vô luôn. Để món ngâm chua này được ngon thì quan trọng nhất là chúng ta phải chế biến đúng công thức. Chúng ta sẽ cho khoảng 150ml giấm. 150ml giấm. Anh sẽ cho thêm 100g đường, 2 muỗng muối. 2 muỗng Ajinomoto và 200ml nước. Rồi chúng ta chỉ cần nấu sôi lên cho tan đều hỗn hợp này. Và em tắt lửa để nguội cho anh. Anh giao cái đó cho Cẩm Ly giúp nha. Vậy cho em một cái muỗng khuấy đi. Khi nước và phèn chua đã sôi, chúng ta sẽ trụng nhanh hành tím, tỏi. Đây, chúng ta chỉ cần đảo sơ như vậy là chúng ta có thể tắt lửa được rồi. Như là mình trụng nhanh phải không anh? Đúng rồi, chúng ta trụng nhanh qua rồi vớt qua nước. Đây, một tô nước anh để sẵn. Xin quý vị lưu ý, chúng ta trụng nhanh hành tỏi qua nước sôi có phèn chua để giữ được màu trắng của hành tỏi. Sau khi chúng ta trần sơ hành tím và tỏi qua nước sôi có chút xíu phèn chua, chúng ta sẽ xả lại nước lạnh và rửa thật kỹ. Sau khi chúng ta rửa sạch hành tím và tỏi đã trụng sơ, chúng ta sẽ đem phơi nắng từ 2 đến 3 tiếng cho hành tím rút hết nước. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc cái hỗn hợp này xuống ha. Anh sẽ cho qua tô, chúng ta để nguội. Nước bây giờ cũng đã nguội rồi. Bây giờ anh sẽ cho vô cái keo nhỏ này để ngâm nha. Bây giờ anh cho vô rồi anh chỉ em cái cách trang trí nha. Dạ. Rồi chúng ta đậy lại. Dạ. Để khoảng 3 ngày là ăn được. Ở đây anh có chuẩn bị sẵn cách đây 3 ngày. Mà anh cũng có trang trí thêm cà rốt nè. Rồi ớt nè, ớt hiểm mà cả ớt sừng trâu nữa. Rất là đẹp. Hành sau khi mình ngâm 3 ngày nó lên cái màu đẹp dễ sợ anh ha. Kính thưa quý vị, món hành tỏi ngâm giấm này rất thích hợp với những bữa cơm ngày Tết cũng như những bữa cơm hàng ngày, đặc biệt là ăn kèm với thịt kho tàu là số 1 đó. Ngoài ra, để đạt được yêu cầu
thì món này phải giữ được màu sắc tự nhiên của hành tím nè, rồi tỏi thì trắng như thế này, ăn vô thì có vị chua dịu tự nhiên. Xuân quê tôi có trống lưng đùng đùng, xuân quê tôi có pháo vui rộn ra, xuân quê tôi gói bánh chưng mặn nồng, xuân quê tôi với mứt dừa ngọt ngào. Quá hay. Xin cảm ơn Cẩm Ly rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn. Xin quý vị cũng đừng quên gửi thư về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày theo địa chỉ liên lạc hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061 383 4455. Còn bây giờ, Cẩm Ly và Thanh Huy xin chào tạm biệt.